Rồi, em xin chào cả nhà mình ha. Hôm nay thì quay lại, em có thay một số chậu đây, thì chia sẻ cho cả nhà cái cách mình để mình lựa chọn cái cho nó đúng mà mình thay chậu vào cái thời điểm mà cuối tháng 5 đầu tháng 6 này cả nhà. Thì thay chậu những cái cây mà mình cảm thấy mà như cái lượng phân bộ rễ nang nó khoảng 80% á, thì cô chú anh chị mình sẽ thay được vào thời điểm tháng 6 hoặc là tháng 7 nha. Thời điểm cuối những cái tháng mà mưa dầm thì mình sẽ lựa chọn những cái cây nào cái bộ rễ nó đã mạnh được 80% cũng như cái bầu phân nó ăn được 80%, thì cô chú anh chị mình sẽ thay, và cái mức độ thay của nó là cái chậu nó phải nó vừa cả nhà. Ví dụ như 6 mình thay qua 6.5 nè, 5.5 mình thay qua 6 ha, thì hoặc 5 mình thay qua 5.5, thay mức độ hoặc 5 qua 6 là cũng được ha. Tại vì cái chậu 5 qua mức độ 6 nó cũng vừa thôi, nó không có to quá ha. Thì có thể mình sẽ 5 qua 6 được, nhưng mà 6 qua 7 á, cả nhà thấy 6 qua 7 á, thường thường là những cái cây chậu 7 nó sẽ lớn rất nhiều so với chậu 6 ha. Nên mình thay thì mình chọn ha, mình chọn ví dụ như mình cảm thấy cái cây đó nó hợp qua chậu còn được 6.5 thì anh em thay 6.5, còn nếu cái cây to quá, bự quá và lớn quá thì có thể mình sẽ thay 6 qua 7 ha. Nhưng mức độ mình thì mình xem mức độ nó ăn khoảng 80% cái lượng lượng phân thì anh em mình mới thay ha. Còn nếu mà thay giỏi quá có thể thì mình sẽ canh nước rất là cực ha. Có số lượng ít thì anh em mình canh như vậy được, nhưng mà số lượng nhiều quá thì mình không thể nào kiểm soát được cái lượng nước, hoặc là mình tưới của nó dễ bị dư nước ha. Vậy thì khi mà mình làm một cái cây mai thay chất trồng hoặc là mình vô chất trồng thì mình phải chọn trước tiên là cái chậu nó phải cho nó hợp ha, chứ đừng có để cái chậu lớn quá mà thời điểm nó dư nước á, thì bộ rễ nó sẽ không phát triển được mạnh đâu cả nhà. Thì sau khi mà mình chọn lựa để mình thay chậu ra ha, thay chậu ra xong hết thì anh em mình bắt buộc phải tưới 1-2 cữ dưỡng rễ ha. Để khi mà mình thay chậu mà mình tưới cái lượng phân hóa học liền đó thì cây mai của mình nó dễ bị cháy rễ, tại vì khi mình vô chậu thì mình ém lại một số rễ có thể bị dập, bị cũng bị tác động á. Do vậy thì khi mình vô xong mà mình tưới cái lượng phân hóa học liền thì cái cây mai của mình nó dễ bị tổn thương cái rễ ha. Nên tưới phân hóa học vô thì cái rễ nó dễ bị hư, có những cây nó dễ bị suy yếu ha. Cây thì nó gượng qua được nhưng mà mức độ nó sung thì cũng không có sung cho nhiều mấy á. Đây, khu này thì cũng mới làm nè cả nhà, để một số cây trưng bày lên chậu ha. Thay chậu rồi, tháng 7 tháng 8 này thì cây nó đã thành phẩm nó đều hết rồi. Hôm trước mình cũng nói là sẽ giao lưu với cả nhà nè. Hôm nay mình sẽ tiếp tục mình thay ha. Thay qua cái chậu đẹp đây. Này chậu này có cái đôn rất là đẹp luôn nha cả nhà. Nay thì đôn làm chưa kịp nên mình chỉ để đỡ đây. Thì có cái đôn lên, đôn quay luôn nha cả nhà. Nên khi mà cả nhà mình mua ha, thì mình giao lưu đó, cả nhà mình mua về thì chỉ cần cả nhà mình tưới nước thôi. Tưới nước thì tới thời điểm ví dụ tháng 9 là mình đi ngắt phân rồi. Tưới nước mình lâu lâu mình tưới hữu cơ thôi. Đó, rồi mình Tết mình lại lá là mình chơi, không cần thay chậu luôn nha cả nhà. Thì khi cái này mình thay qua chậu đẹp hết rồi ha. Đây. Có bỏ thêm đất cột không anh Túc? Cây này cái tàn rất là đẹp nữa nha, có khung tàn, có dàn xương cành nó đầy đủ hết. Các nhà thấy không, bó rất là ngon ha. Cái cây này rất là quái nữa nha. Lô này thì chuẩn bị thay ha, để thay để mình đi chợ nè, thứ nhất đi chợ, thứ hai nữa để giao lưu tại nhà luôn nè. Khi mà quay mã số lúc đó, quay mã số mình những anh em cô chú anh chị mình ha, mà ai mà
ví dụ Tết mình có muốn đi chợ đó thì đến tận vườn đây thì cũng có giá sỉ để anh em mình có thể mua đi, mình giao lưu lại đi bán lại chợ cũng được nữa cả nhà. Tại số lượng nhiều thì nhà vườn ở đây thì em cũng giao lưu cái giá hợp lý cho cả nhà mình ha, để cả nhà mình mua đi bán lại. Khai qua từng cây luôn ha. Thì sẵn ở đây cũng chia sẻ thêm cái chất trồng cho cả nhà mình luôn. Thì thời điểm nhiều khi anh em mình mới vô không biết vô chất trồng như thế nào cho nó hợp lý cả nhà. Thì cái trấu này anh em mình sử dụng có thể là 3,5 thôi. Thường thường nó nói 6 xưa dừa 4 trấu, nhưng mà cái tay trấu thì thời điểm này thì anh em mình trộn nếu mà điều á thì khoảng 3,5 tấu, 6,5 sơ dừa cũng được ha. Và đặc biệt sơ dừa những cái cục á anh em mình phải làm cho nó nhuyễn ra ha, chứ đừng để nó còn cục á. Cục thì nó dễ bị dư nước, tại vì cục đó bộ rễ nó ra nó bám vô nó không được trong cái cục sơ dừa này nè. Anh em mình phải làm cho nó nhuyễn ra ha, mà mình trộn cho nó đều vô. Thì sau khi trộn xong á, cái nhà mình để nước nè, mình chế nước cho nó đẫm vô, nhiều khi cái chất trồng cái sơ dừa của mình á nó dễ bị chất chát đó cả nhà, nó làm cái bộ rễ mình nó không phát triển được ha. Nên mình xả cái sơ dừa này ra, xả cái nước sơ dừa cho nó thật là nhiều ha, nhiều. Ví dụ chiều nay mình trộn đi, sáng mai mình xả nước xong rồi sáng mai mình vô chậu ha, thì nó sẽ tốt hơn nha. Nó làm bước nó vừa như vậy thì mình vô nó dễ nè, nó không có bị xốp ha, không có bị bặn mà nó xốp rất là ngon nha cả nhà. Đã, vô từng cây ha, cây này cao hết nha, cây vô chậu rồi, từ cái đáy chậu tới lên thì tầm 1,5 m tới lên hết, tại cái lô này nó có chiều cao và có cái khung tàn hết rồi. Mình nhìn thấy cần đối với cái mày rất là đẹp luôn ha, xương cành nó dày đặc hết đó nha. Thì cũng khá lâu rồi không có quay lại xung quanh khu vườn cho cả nhà mình. Thì ở đây là cái mặt ngoài này cả nhà, đây là một mặt ngoài ha, từ ngoài lộ quốc lộ 57 vô khoảng 200 m đó cả nhà. Thì đoạn đường này thì cũng chia sẻ cho cả nhà mình luôn. Thì nếu cô chú anh chị mình biết cái đường ấp An Quy đó cả nhà, ấp An Quy chưa tới cầu Cái Gà ha, thì cảm ơn mình lên thì khoảng tầm chừng 3 cây số ha, bên tay trái chưa tới cầu Cái Gà thì anh em mình rẽ vào thì vô ấp An Quy ha, khoảng 200 m là tới khu vườn của mình nha cả nhà. Đây mai vàng hoàng đế ha. Vô 200 m thôi nha, từ quốc lộ vô ha. Thì khu này mình dự định để khoảng hơn 1.000 cây thôi cả nhà, khoảng 1.000-2.300 ha. Trồng cỏ đều hết rồi, trồng cỏ để cho nó sạch, thứ nhất là sạch, thứ hai nữa cỏ dại nó không có lên nữa cả nhà, cỏ này nó không có cao ha, nhưng mà rất là sáng, nhìn thấy rất là sáng. Tết này mình vô chậu trước Tết nè cả nhà. Đứng ở trên quay cho cả nhà mình xem này, nó đi cái cây này nữa khủng khiếp luôn nha cả nhà, rất là mạnh luôn ha. Đặt tàn hết đây, cái lô này là lô lớn nha cả nhà, lô lớn thì tùy theo cái mặt hàng lớn nhỏ thì lô lớn nó có giá trị nó hơi cao hơn, mà mặt hàng nhỏ thì giá trị nó thấp hơn. Và nói chung là khi mà mình giao lưu thì cả nhà mình an tâm cái giá cả đi cả nhà, an tâm giá cả thì so với thị trường ở ngoài thì lúc nào nó cũng sẽ giá nó giảm hơn so với cái mặt hàng của những anh em mà số lượng ít đó cả nhà, thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều để anh em mình có thể chơi và mình mua đi giao lưu lại ha. Dài xuống dưới nè, số lượng rất là nhiều nha.
cái cây này thì nó mình bấm cái nữa là nó đặt tràn luôn đó nha. Vậy rồi thì hôm nay ha, thì sẵn thay chậu thì em cũng quay cho cả nhà mình để anh em mình lựa chọn cái cây mai thích hợp để thay vào cái chậu đẹp ha. Tết mình chơi Tết luôn nha cả nhà. Thì cũng quay clip ngắn để chia sẻ cho cô chú anh chị mình luôn. Thì trong thời gian qua thì cũng cảm ơn cô chú anh chị mình cũng đã quan tâm theo dõi ha. Thì thời gian này thì mình cũng không có quay nhiều thì nhiều clip, tại vì khi mà có tới thời điểm á, mình sẽ thường quay để chia sẻ những cái kinh nghiệm cho cả nhà mình luôn. Còn bình thường nhiều khi cũng không có quay nhiều cho cả nhà mình. Thời gian thì mong cả nhà mình cũng thông cảm ha. Rồi em cũng xin tạm kết thúc video tại đây ha. Chúc cả nhà mình ngày mới thật nhiều sức khỏe nha cả nhà, hạnh phúc và an lành ha. Em xin mến chào ạ.